Xin chào các bạn. Video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để chúng ta có thể tạo được cái hoạt hình người 2D đi bộ giống như cái demo mà mình vừa cho các bạn xem. Ở đây thì mình sẽ dùng phần mềm Camtasia và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để có thể tạo được một cái hình người đi bộ 2D như vậy. Trước khi bắt đầu thì nếu các bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn có thể là đăng ký kênh để ủng hộ cho cái kênh của mình nhé. Bằng cách là có thể đăng ký hoặc là có thể để lại comment bên dưới cái video này đều được. Thì đó là một trong những cách giúp cho cái kênh mình nó được phổ biến hơn và được nhiều người biết đến hơn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu làm thế nào để có thể tạo được cái người đi bộ 2D giống như cái video demo mà mình đã cho các bạn xem. Thì để tạo được cái video này thì chúng ta sẽ cần một số yếu tố sau. Thứ nhất là các bạn sẽ cần một cái hình ảnh như thế này. Đây, mình sẽ đưa cái hình này xuống nhé. Nó sẽ như thế này. Đây, đầu tiên thì chúng ta sẽ cần một cái hình như thế này. Thì cái hình này thì các bạn có thể tìm trên internet và cố gắng là tìm cái hình sao cho nó phù hợp với khung cảnh của mình nhé. Ở đây vì tạo một cái hình người đi bộ thì các bạn có thể tìm bất kỳ một hình nào ở đường phố cũng được. Thì khi mà đã có cái hình rồi thì các bạn có thể tinh chỉnh lại một chút giống như cái video mà mình đã cho các bạn xem. Mình sẽ phóng to nó lên như thế này. Đó, thì nó có cái ranh giới cho cái người đi bộ thì chúng ta sẽ dùng cái khung cảnh này để mà ghép vào cái hình người đi bộ 2D. Cái thành phần thứ hai mà các bạn cần đó chính là một cái ảnh đồng của một người đi bộ. Thì mình sẽ thêm cái ảnh đồng này vào. Chúng ta sẽ thêm một cái thành phần vào. Và mình đã có rất là nhiều cái ảnh đồng ở đây. Cái kho này thì gồm gần 300 ảnh đồng nha. Nếu các bạn nào những cái ảnh này thì mình sẽ chia sẻ, tuy nhiên nó có phí một chút nha. Các bạn nào muốn làm chuyên về cái chủ đề về hoạt hình thì các bạn nên sở hữu cái những hình ảnh đồng này, nó rất là đẹp và các bạn có thể là sáng tạo để tạo ra những phim hoạt hình rất là hay nha. Thì cái này thì các bạn sẽ phải bỏ ra một chút chi phí để mà sở hữu nó. Rồi, chúng ta sẽ nhấp vào Open. Sau khi mà các bạn đã có hai thành phần này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đưa nó xuống và biên tập. Thì mình đã đưa cái hình đầu tiên xuống rồi, bây giờ mình sẽ đưa cái hình động thứ hai xuống. Các bạn sẽ nhấp phải và chọn là Add to Timeline như thế này. Thì đây là tấm hình của mình. Các bạn sẽ kéo về một góc và các bạn thấy là nó hơi nhỏ đúng không? Cái người này nó hơi nhỏ thì mình có thể là cho nó to lên một chút nha, to lên một chút này. Đó, tùy thuộc vào cái nội dung của các bạn nha, tùy thuộc vào cái nội dung. Đây, tùy thuộc vào cái nội dung mà chúng ta sẽ đưa cái hình nó to hay nhỏ nha. Mình đưa nó to như thế này. Đấy, có thể to hơn một chút cũng được để nó phù hợp với cái nội dung của cái bức hình này. Sau khi đã đưa xuống rồi thì các bạn sẽ làm một cái thao tác nữa, đó là chúng ta sẽ loại bỏ đi cái nền của cái hình. Thì những cái ảnh đồng mà mình vừa giới thiệu cho các bạn đó, thì những cái ảnh này thì mình đã lựa chọn rất là kỹ. Có nghĩa là đây là những cái hình nha. Những cái hình mà nó không có cái nền hoặc là cái nền màu trắng thì các bạn loại bỏ cái nền này rất là nhanh nha. Loại bỏ nền rất là nhanh. Đó, rất là nhiều cái hình mà mình đã lựa chọn cho các bạn thì những cái hình này nó có cái nền màu trắng này, các bạn sẽ loại bỏ nền đi. Đó. Thì đối với những hình này thì chúng ta sẽ loại bỏ nền bằng cách là chúng ta sẽ vào cái mục là Visual Effect. Ở đây thì nó có một cái mục là Remove Color. Thì với Camtasia thì nó có một chức năng rất hay để giúp cho các bạn thể biên tập và làm những phim hoạt hình 2D nha. Mình sẽ kéo xuống dưới tấm hình như thế này. Sau đó thì các bạn để ý bên tay phải nha, nó có một mục là Remove Color thì các bạn sẽ nhấp vào đây. Và để dễ thì các bạn sẽ ấn và chọn hình cây viết như thế này. Đấy, các bạn nhấp vào đây thì nó sẽ mất đi. Cái bước tiếp theo nữa chúng ta cần để ý là chúng ta sẽ chỉnh lại cái thông số trên cái mục đầu tiên là Torrency và Softness nha. Các bạn có thể kéo lại về đầu như thế này thì các bạn sẽ thấy cái màu nó chưa có biến mất. Bây giờ chúng ta sẽ đẩy cái thông số này lên một chút nha. Thì cái thông số này thì nó tùy thuộc vào cái bức hình của bạn, do vậy mà nó sẽ không giống nhau ở những cái bức hình nha. Chúng ta sẽ điều chỉnh này một chút. Ví dụ như mình sẽ đưa cái softness lên nè. Đấy, thì các bạn thấy là khi mình đưa cái thông số softness lên thì nó đã biến mất đi rồi. Thì các bạn có thể điều chỉnh bằng tay hoặc bằng số cũng được. Mình sẽ đánh số 1 ở đây thì các bạn thấy là cái nền vẫn còn ha. Mình sẽ tăng thông số lên là 2 chẳng hạn. Đó, thì các bạn thấy là nó đã hết rồi. Tuy nhiên là nó vẫn còn chấm chấm nè. Như vậy thì tốt nhất thì với cái bức hình này nha, thì mình sẽ đưa cái thông số lên là 3. Và các bạn thấy là nó ổn đúng không? Cái chỗ này các bạn thấy đưa thông số lên là 1 chẳng hạn. Các bạn đưa 1 rồi, ok. Các bạn thấy ha, các bạn để cho nó đi thử coi nè. Đó.
Rồi, vẫn còn thấy nó lởm cởm một chút ha. Thì chúng ta sẽ lại đưa thông số này lên một chút nữa nha. Mình sẽ đưa thông số này là 2. Các bạn nên đưa thông số phù hợp, tại vì nếu các bạn đưa thông số quá cao thì cái hình nó sẽ bị nhòe đi nha. Rồi, ở cái mức này thì mình thấy là nó bắt đầu ổn rồi nè. Rồi, bắt đầu là không bị cái nền nữa. Khi mà các bạn đã chỉnh xong được cái thông số cho bức ảnh rồi và thấy là những cái nền của cái hình nó đã bị biến mất rồi thì chúng ta sẽ tiến hành nhân cái tấm hình này lên. Các bạn sẽ nhấp phải chọn copy và các bạn sẽ nhấp phải chọn paste nha. Đấy, thì tùy thuộc vào cái hình này nó dài hay ngắn này, cái nền của bạn là dài hay ngắn mà chúng ta copy nhiều hay ít nha. Ở đây thì mình sẽ tiếp tục copy và mình sẽ dán ra như thế này nha, để xem thử là nó đầy toàn bộ nha, đầy toàn bộ cái background nha, cái thời gian đó, cái thời gian. Ở đây thì các bạn thấy là thời gian của nó 10 giây này, mình sẽ kéo lên thành 10 giây 04. Rồi, như vậy là bây giờ là cái background nha và cái hình người nó bằng nhau về mặt thời gian rồi. Thì chúng ta sẽ tiếp tục cái bước tiếp theo. Mình sẽ chọn tất cả cái tấm hình này nha. Chọn tất cả tấm hình này, sau đó thì các bạn sẽ nhấp phải và chọn là selected media như thế này. Đó, để làm cho nó thành một khối nha. Làm cho nó thành một khối, các bạn thấy ha, nó làm thành một khối nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đưa cái hiệu ứng chuyển động vào trong cái tấm hình này. Các bạn thấy đây là một hình ảnh đồng nha. Tuy nhiên là để làm sao cho nó chuyển động từ bên tay trái qua bên tay phải như thế này, hoặc là chuyển từ bên tay phải qua bên tay phải tay trái, thì chúng ta sẽ thêm hiệu ứng chuyển động vào. Thì các bước thực hiện như sau. Đầu tiên là chúng ta, nếu các bạn muốn nó chuyển động từ ngay chỗ này luôn thì có thể là để tấm hình ở đây. Tuy nhiên ở đây thì mình muốn chỉnh lại một chút, là mình muốn cho cái hình nó từ đây đi qua nha. Có nghĩa là nó đi từ ngoài bức ảnh và đi qua xuyên suốt cái bức ảnh này, từ đây đo qua đến hết đây, thì mình sẽ đưa cái tấm hình ra bên ngoài như thế này nha. Mình sẽ đưa tấm hình ra bên ngoài như thế này. Rồi sau đó thì các bạn sẽ vào cái mục là animation, sau đó thì các bạn sẽ qua cho mình cái tab là animation. Ở đây thì nó có hai tab, một cái tab là zoom the pen và một cái tab là animation. Thì các bạn sẽ qua bên cái tab animation và chọn cho mình hiệu ứng custom. Các bạn sẽ nhấp phải và chọn add to select nha. Thì có một cái chấm tròn xuất hiện ở đây, các bạn thấy ha, một chấm tròn xuất hiện ở đây. Qua cái bước thứ ba nữa thì các bạn sẽ kéo này, kéo cái tấm hình qua bên hết bên này. Các bạn muốn cho cái hình nó chạy theo một đường thì các bạn nhớ là khi mà bạn kéo nè, khi bạn đưa thì nó sẽ có một cái thanh vàng để cho giúp cho các bạn thể là cân bằng được cái địa điểm từ bên này qua bên kia nha. Các bạn nhớ là chọn hết, và mình sẽ cho người phụ nữ này kéo cái vali đến khuất cả cái bức hình này đó, khuất như này. Rồi cái bước cuối cùng mà chúng ta cần làm đó là kéo cái chấm tròn này lên. Đây chính là cái thời gian mà bức hình di chuyển từ bên trái qua bên phải các bạn nhé. Mình sẽ kéo nó ra như thế này. Đó, mình sẽ kéo cho nó toàn bộ, nó sẽ đi hết toàn bộ nha. Đó, ok. Rồi bây giờ mình sẽ xem thử là cái chuyển động của nó như thế nào. Các bạn sẽ nhấp vào play. Thì các bạn thấy là người phụ nữ họ bắt đầu chuyển động từ bên trái qua bên phải nha, chuyển động từ bên trái qua bên phải. Và trong quá trình chuyển động thì có một cái giai đoạn mà nó chuyển động hơi nhanh một chút nha, các bạn xem lại nha. Rồi, nó chuyển động hơi nhanh một chút. Thì để làm cho cái chuyển động nó cân bằng hơn thì các bạn sẽ nhấp vào cái mục của tên như thế này. Sau đó thì các bạn chọn cho mình là enable nha, sau đó thì các bạn sẽ chọn là liner nha, liner. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem lại cái chuyển động. Nó sẽ đều hơn cái chuyển động lúc nãy đó, nó sẽ không bị nhanh ở cái giai đoạn này và cái bước chuyển động thì nó đều hơn. Rất là tuyệt vời rồi đúng không? Như vậy là chúng ta đã tạo được một hình ảnh 2D của một người phụ nữ chuyển động. Và các bạn có thể ứng dụng cái cách này để làm những cái phim hoạt hình rất là hay nha. Phim hoạt hình rất hay, hoặc là các bạn có thể đưa cái câu chuyện của các bạn vào và qua cái kho hình ảnh động như thế này thì các bạn sẽ tạo ra được rất là nhiều cái nội dung hay cho các bạn nha. Rất là nhiều nội dung hay. Và cái việc cốt lõi của cái việc tạo phim hoạt hình 2D bằng cái cách như thế này thì các bạn phải cần tìm được rất là nhiều cái hình 2D như thế này, tìm được một cái câu chuyện phù hợp, tìm được một cái background phù hợp với cái nội dung. Và các bạn có thể ứng dụng cái này để làm những cái phim hoạt hình nói về một cái câu chuyện nào đó nha, một cái câu chuyện nào đó. Và với việc lựa chọn những nhân vật phù hợp và background phù hợp thì các bạn sẽ có một cái nội dung thu hút và có thể là kiếm tiền được với YouTube. Nếu các bạn nào cần cái kho hình ảnh này thì các bạn có thể liên hệ với mình. Thì ngoài cái việc những cái hình ảnh như thế này nha, cái hình ảnh động như thế này, thì mình còn một cái kho nữa để mình cho các bạn xem luôn. Ngoài cái đó ra thì mình còn một cái kho nữa là kho hiệu ứng làm video
mà mình đã có dịp là chia sẻ cho các bạn nha. Đây, nó có rất nhiều cái hiệu ứng về cái này thì nó phù hợp cho các bạn làm những cái nội dung phim hành động hơn nha. Những cái loại như là bom nổ, như là súng đạn, rồi âm thanh súng, rồi âm thanh đám đông, rồi tia lửa súng, vân vân. Nó như như này nè. Đó, những cái hiệu ứng như thế này thì nó sẽ phù hợp cho các bạn làm những cái phim hành động. Thì nếu các bạn nào cần thì có thể liên hệ để mà lấy cả hai cái kho hiệu ứng và hình ảnh như thế này để giúp cho các bạn thể là sáng tạo trong cái nội dung video của mình để có thể là kiếm tiền với YouTube. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này, và nhớ là hãy ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh và để lại comment bên video nha. Và nếu các bạn nào cần kho hiệu ứng thì liên hệ. Ok, thank you các bạn.